qua một vòng cái kiểu đây mình sẽ bước qua một vòng các cái bảng cho bạn xem. Đây thì hiện tại thì chúng ta đang đánh ở đến đoạn này rồi này. Vòng này vào tuần này và tuần sau thì chúng ta sẽ kết thúc được cái vòng bảng của cái vòng 64 đội và chúng ta sẽ đến với lại vòng 7 vòng 32 đội. Việt Nam và New Zealand và Liban là đến chúng ta kết thúc vào đợt này rồi. Bằng nếu mà tính theo giờ EST thì nó là 4 giờ sáng, sáng ở bên Mỹ. Việt Nam thì là 3 giờ chiều. Đây tiếp tối nay thì sẽ có một trận là 8 giờ EST thì có nghĩa là 7 giờ tối Việt Nam này. Korea và Tunisia này. 10 giờ sáng này là Ấn Độ với Indonesia, trận này thì mình không biết là ở bảng này nó đang như nào ta. Đây trận này mình cũng xem là trận trận này hay này, tuy nhiên thì là 12 giờ chiều, 12 giờ chiều thì tầm là 11 giờ đêm. 11 giờ đêm nay thì chúng ta sẽ có một trận Hà Lan với lại Zimbabwe. Trận này rất là hay vì là hai đội này đang tranh nhì bảng tranh một suất để đi vào vòng tiếp theo. Trận này cũng khá là hay này. Hà Lan với lại Zimbabwe. Nó là ở bảng thứ 7. Đó, stream thì chắc là để một hôm khác đi. Vì hôm nay chưa chuẩn bị cái gì cả. Đây, Hà Lan với lại Zimbabwe họ đang bằng tỷ số nhau. Xong đó chúng ta sẽ có là Mỹ và Salvador thì Salvador thì đang ở đây là nhóm thứ tư. Với nhóm thứ tư thì trận giữa Mỹ và trận của Rico này chưa đánh. Trận đúng không ta? Có một trận mà Mỹ chưa đánh tại vì là chưa có lịch. Vì vậy là hai trận này cũng khá là hay. Sau đó là China Philippines ở group 12 à. Group 12. China đã vào rồi, Philippines thì có thể là sẽ được vào. Trận này cũng khá là hay vì Philippines buộc phải thắng để có thể vào được. Philippines. Đây còn trận của Japan và EWIP. Với Japan thì đang có Japan được 15. Với Japan thì đang có 3 điểm và EWIP đang có 6 điểm. Hai đội này cũng rất là hay này, tuy nhiên thì EWIP trong tình Japan đã bắt buộc phải thắng. Mình cùng xem là giờ này như nào nhỉ. 8 giờ sáng tức là tối chủ nhật là chúng ta sẽ có một trận này rất là hay. Trận này rất là hay, mình sẽ làm trận này. Mình sẽ làm trận này cho anh em xem. Sau đó trận Taiwan với lại Uzbekistan thì mình nghĩ là Taiwan đã bỏ rồi, không có đánh nữa. EWIP là có đánh một trận và được xử thắng một trận, giữa Taiwan không đánh. Ả Rập đi tiếp nhưng mà Ả Rập thì sẽ nằm xếp dưới bảng của Việt Nam. Việt Nam sẽ đứng đầu bảng, khá là hay. Tuy nhiên thì vòng sau là vòng tròn có kép giữa hai bảng với nhau thì chúng ta sẽ có 8 bảng. 8-4 là 32 đội. Đấy, 8-4 là 32 đội. Đây mình bỏ cái bảng tỷ số đây. Thì trận này cũng khá là hay này, khi mà Japan thì phải có thể là
một trận là phải buộc là một trận thắng, thì ở vòng cuối cùng khi mà đánh với Taiwan thì nó sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên Taiwan đã bị loại mất rồi, à, chưa bị loại. Taiwan với lại Japan vẫn còn cơ hội. Taiwan với Japan vẫn còn cơ hội. Taiwan thì lại có đánh với lại Uzbekistan thì chắc buộc là phải thắng, và buộc phải thắng với lại Japan thì mới đi được. Bảng này cũng rất là hay. Tại vì là trận Japan với lại Taiwan chưa đánh. Lần trước là bị lùi. Và phải đợi khi nào mà hết tất cả các vòng đấu thì mới đánh. Đấy, cho anh em chưa biết. Với Pháp và lại Honduras ở bảng 9. Chúng ta xem là Pháp thì đang chắc chắn là vào rồi, Honduras thì bị loại rồi, trận này không hay. Ả Rập đi tiếp nha. Trận với lại Anh và Ghana, Anh và Ghana ở bảng 9. Cũng trận này thì cũng rất là hay, tại vì là hai đội này đang cần phải có 3 điểm. Cần phải có 3 điểm để đi được tiếp. Trận của Uruguay và Colombia ở bảng 14. Uruguay và Colombia thì Colombia đã chắc suất rồi, còn Uruguay thì buộc phải thắng, cũng hay. Colombia thì cũng cực kỳ mạnh khi mà Colombia đè bẹp Brazil cực kỳ là tốt. Nó là hủy duyệt. Cho mình xem trận đấy nào. Ok, và đấy là tất cả những gì mà chúng ta sẽ có ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có ngày hôm nay và ok, hẹn gặp lại anh em. Ơi, có gì đấy? Nói nốt để tắt stream nào. Đâu, Li Băng vẫn Li Băng thắng mà. À Li Băng thua nhưng mà Li Băng vẫn được vào, tại vì Li Băng đã có 6 điểm rồi bằng với điểm điểm của Việt Nam. Việt Nam sẽ đứng ở top ở trên. Đây này, nó cập nhật điểm luôn này. Nó cập nhật điểm này. Việt Nam sẽ đứng trên này, Ả Rập là Li Băng này 6 điểm. Bao giờ Việt Nam đấu tiếp mà kết thúc ngày đấu là ngày ở vòng bảng ở ngoài ấy, là ngày 11 tháng 11. Là kết thúc tất cả trận đấu ở vòng 64 và chúng ta sẽ đánh ở vòng 32. Sẽ đánh ở vòng 32 và sau đấy là bắt đầu chơi cặp vòng 32 thì chưa biết là chưa có lịch. Và có thể là nhanh thôi, tại vì là cái vòng West Nid đây này nó đã sắp xếp là ngày thứ tư rồi. Vậy chúng ta có thể là đã đánh vào ngày chủ nhật, thứ bảy nhật là sẽ lại đánh tiếp. Có thể là nó sẽ chia một cách khẩn trương như vậy, tại vì cũng đã cuối năm rồi. Đấy. Ok, và mình sẽ tắt stream đây. Cảm ơn.